sinh năm 1996 tại Hải Dương, Nguyễn Văn Anh hiện là chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Từ đầu mùa, anh chàng ra sân vỏn vẹn 74 phút, trong đó có đúng một lần xuất phát từ đầu. Ấy vậy mà trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, anh cũng kịp xé lưới đối thủ đến 2 lần. Cả hai khoảnh khắc ấy đều xảy ra vào thời điểm cuối trận. Lần đầu ở vòng 19 gặp xổ số Kiên Thiết Cần Thơ, Văn Anh vào sân thay Văn Toàn ở phút 90 và ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. Còn lần thứ hai trong trận đấu gặp Thành phố Hồ Chí Minh cũng với một bàn thắng kết thúc trận đấu. Nhiều fan phố núi khá ngỡ ngàng khi biết Văn Anh chính là chú họ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cũng như lời Văn Toàn động viên, chậm nhưng chắc, đó chính xác là con đường mà chú họ của Toàn, Nguyễn Văn Anh đang trải bước. Hãy luôn giữ ngọn lửa đam mê và ý chí để rồi một ngày không xa, cơ hội nhất định sẽ đến.